Rồi, đây là video tiếp theo của thay lụa và lỗ ép của con máy 6030. Hôm kia là đang quay thì nó bị hết pin, không để ý. Đó. Đây là tôi đã lắp xong rồi nhé. Chúng ta đi lắp sấy vào nữa là lắp cái ốp vào nữa là xong. Đây này, đó. Cả nhà nhìn này, mực bẩn nó dính này, cáu bụi bẩn này rất nhiều luôn. Và chỉ đây là có một cái file nó bị lỗi là nó sẽ kéo hết tất cả bị mà. Thắng Vlog qua đấy cố gắng tán tỉnh đây em béo. Tiếp tục bắt ốc vào nha. Vì sao là phải cải lại đây đúng không? Yêu thế chứ. Bây giờ lại chạy đâu mất rồi. Đây rồi. Tìm cái anh bạn ốc. Không có chân mà nó đi được. Đi cái dây này nó gọn gàng vào nha. Xin máy. Khi chúng tôi mang về nhà thì nó mới có đầy đủ cái điều kiện không gian để chúng tôi có thể vệ sinh máy móc giúp nó sạch sẽ cho anh chị em được. Okay.
thì về, bây giờ về về. Chào chó. Anh em để ý nhiều khi con này này, nhiều khi là anh em mình đi làm ấy, nó chỉ cần có mỗi một cái mẩu giấy bóng nó trong vắt ấy, nó dính vào đây. Anh em không để ý là cũng chỉ biết máy không 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 chạy, còn không không thể nhìn nổi, không biết được nó khúc nào. Rồi, bây giờ tôi là cũng xé vào nhé. Đây. Đi dây này. Ok rồi đúng không? Đây anh cũng xong rồi đây mà. Rồi, đi dây xong xuôi nhé. Và lắp cái cả. Thế thì anh sợ là có khả năng là lại dính quả power printing hoặc là kết nối rồi. Thế thì anh sợ do kết nối ở máy tính với máy in rồi. Qua kiểm tra luôn cái phiếu thôi, sửa được thì mình ghi phiếu luôn.
Anh em lắp cái cáp này, anh em để ý của tôi này. Anh em bên Minh Khuê lắp cái cáp này là rất nhiều trường hợp đã bị bong cái chân cáp. Rất nhiều rồi. Từ đã lắp xong. Và còn sâu này. Anh em lắp vào đây là có cá đây, lắp vào đây ba cái cá đây. Gì thế? Tôi với lại anh em đã xử lý xong con máy 6030, tháo ra thay lụa thay sấy này. Rồi nếu mà anh em cảm thấy video hay và có ý nghĩa thì xin một like, share. Rồi cảm ơn anh chị em rất nhiều, xin cảm ơn, bye bye và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.